Tara Trắng, hay còn gọi là Bạch Độ Phật Mẫu, là hóa thân xuất hiện từ hai giọt nước mắt từ bi của Đức Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm với lòng bi mẫn bao la, mặc dù không ngơi nghỉ để giúp đỡ chúng sinh, nhưng mà Ngài vẫn buồn rầu vô hạn khi thấy có nhiều chúng sinh tiếp tục rơi vào ba cõi thấp như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và có rất ít chúng sinh đạt được tiến bộ trên đường giác ngộ. Bạch Độ Mẫu, tên tiếng Phạn là Sintachakra, lại xưng là Tăng Thọ Cứu Độ Phật Mẫu, cùng với Phật Vô Lượng Thọ, Phật Đỉnh Tôn Thắng, Phật Mẫu Hợp, lại gọi là Ba Tôn Trường Thọ. Tôn này được thị hiện từ tâm bi của Quán Thế Âm, là một trong 21 tôn hóa thân của Thánh Cứu Độ Mẫu. Ngoài ra cũng có thuyết cho rằng tôn này được hóa hiện từ con mắt trái của Đức Phật A-di-đà. Về hình tượng của Bạch Độ Phật Mẫu thì có thân màu trắng, có một cái đầu hai cánh tay, đầu đội mão ngũ Phật, tóc đen chia làm ba phần, hai phần búi ở trên đỉnh, phần còn lại thì phủ trên hai vai. Khuôn mặt thì có ba con mắt, mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt, mỗi lòng bàn chân đều có một con mắt. Tay phải để trên đầu gối, tác ứng tiếp dẫn, tay trái để trước ngực, dùng tam bảo ứng cầm hoa, u ba lạp. Hoa trải dài theo cổ tay, cánh tay, đến bên cạnh tay, gồm có ba đóa hoa, một đóa hoa nụ, một đóa hoa hé nở, một đóa hoa nở tròn, đại biểu cho tam bảo, hoặc đại biểu cho Bạch Độ Mẫu là mẹ sinh ra tất cả chư Phật ba đời, cứu độ tám nạn. Thân Ngài mặc thiên y ngũ sắc, quần lụa, khuyên tai, vòng tay, nhẫn báu, vòng cánh tay, vòng ống chân, có đầy đủ châu bảo anh lạc. Chuỗi thứ nhất đeo ở cổ, chuỗi thứ hai thì dài đến ngực, chuỗi thứ ba thì dài đến rúng. Toàn thân có vòng hoa trang nghiêm, eo nhỏ, thân hình đầy đặn, như là thiếu nữ 16 tuổi vậy. Thường phát ra ánh sáng trắng như ý, hai chân ngồi kiết già trong cái vành trăng trên hoa sen. Ý nghĩa của tôn tượng Bạch Độ Mẫu: thân màu trắng như trăng trong, biểu thị cho sự đầy đủ uy đức của tâm đại bi trắng tịnh. Con mắt giữa trán biểu thị cho sự quán chiếu vô lượng cõi Phật ở mười phương không có chướng ngại. Sáu con mắt còn lại biểu thị cho sự quán sát chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi. Trong đó bốn con mắt ở hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân biểu thị cho bốn loại mắt giải thoát để quan sát cứu giúp chúng sinh. Tay phải tác ứng thí tiếp dẫn, biểu thị cho sự ban tặng hòa bình với sự giác ngộ viên mãn của tám đại thánh. Tay trái tác tam bảo ứng, biểu thị cho sự cứu độ tám nạn. Vành trăng sau lưng biểu thị cho sự đã chặt đứt phiền não ba độc. Hai chân ngồi kiết già biểu thị cho sự không có phiền não. Nguồn gốc Tara Trắng: ngàn năm trước, trong rừng sâu ở Ấn Độ có những nữ tu, tu luyện theo phương pháp bí truyền, họ được gọi là Yogini, mạnh mẽ, độc lập và nghiêm khắc. Những Yogini này đã đạt được trạng thái tâm không mong cầu. Người Tây Tạng gọi họ là những nữ thần Tara. Tara còn có nghĩa là ngôi sao bắt đổ, là ánh sáng soi đường cho những người bị lạc đường, là hiện thân của năng lượng ánh sáng. Thần Tara là người mẹ giàu lòng yêu thương và cũng là người bảo vệ mạnh mẽ, kiên cường, chinh phục những khó khăn. Ánh mắt của thần sáng như ánh chớp. Thần dậm chân khiến đất phải rung chuyển, quỷ thần cũng phải kinh sợ. Theo một truyền thuyết khác, trong vô số kiếp, tại một cảnh giới khác có công chúa tên là Jishi Rawa. Nhờ sở học và trí tuệ thông minh, công chúa có niềm tin kiên cố nơi ba ngôi tam bảo. Và nhờ sự quán chiếu về tính chất bất như ý của cuộc sống luân hồi, nên công chúa phát nguyện giải thoát khỏi tất cả mọi đau khổ. Do thấu hiểu rằng tất cả chúng sinh đều giống như mình, mong muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ, nên công chúa đã trưởng dưỡng lòng từ bi hướng về tất cả các loại hữu tình. Nàng không thích lối sống xa hoa nơi cung vàng địa ngục và phát nguyện dẫn dắt hàng chục ngàn chúng sinh trên bước đường giải thoát vào trước mỗi bữa ăn sáng, thậm chí còn nhiều hơn nữa trước khi đi ngủ. Vì nhân duyên này, nàng được xưng tụng là Ajia hay là Bậc Tôn Quý. Nàng có thể chứng ngộ trực tiếp bản chất của thực tại và danh xưng này biểu lộ các hạnh nguyện giải thoát của nàng. Bởi vì trưởng lão tâm linh đã khuyên nàng nên tu tập phát nguyện để tái sinh trong thân hình nam giới và đạt tới giác ngộ. Tuy vậy, nàng đã phát nguyện thành tựu giác ngộ trong hình tướng nữ và liên tục hóa thân trở lại trong hình tướng nữ để giải thoát chúng sinh. Vào thời Đức Đại Nhật Như Lai, có vị công chúa tên gọi là Metotsai, hay còn gọi là Mỹ Hoa, siêng năng tụng kinh, làm nhiều thiện hạnh phi thường vì lợi ích của chúng sinh. Khi còn trẻ, nàng đã thực hiện nhiều sự cúng dường, hiến tặng lớn lao, thiện hạnh trì giới, bố thí, nhẫn nhục, từ bi cao quý vì chúng sinh. Khi Đức Đại Nhật Như Lai hỏi nàng có tâm nguyện gì, nàng trả lời: con sẽ lưu lại thế gian này đến khi mọi chúng sinh được giải thoát hoàn toàn. Đức Phật ngạc nhiên và vui mừng vì chưa hề có ai phát nguyện cao quý, vô ngã và dũng cảm như vậy. Đáp lại sự xả thân, hạnh nguyện và hoan hỷ với tâm bồ đề của nàng,
Đức Phật đã tự nhiên tuyên thuyết bản kinh tán tụng 21 ta ra, ca ngợi 21 phẩm tính của Đức ta ra. Nhờ cái bản kinh này mà công chúa Mỹ Hoa được biết như hóa thân của thánh độ mẫu ta ra, xuất hiện từ hai giọt nước mắt từ bi của Đức Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm với lòng bi mẫu bao la, mặc dù không ngơi nghỉ để giúp đỡ chúng sinh, nhưng mà Ngài vẫn buồn rầu vô hạn khi thấy có nhiều chúng sinh tiếp tục rơi vào ba cõi thấp như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và có rất ít chúng sinh đạt được tiến bộ trên đường giác ngộ. Trong nỗi tuyệt vọng vô hạn, Ngài đã khóc trong đau đớn và cầu nguyện rằng tốt hơn hết thân thể của Ngài vỡ ra từng mảnh và chết đi, vì Ngài không thể hoàn thành tâm nguyện cứu vớt chúng sinh ra khỏi đau khổ. Từ hai giọt nước mắt đó xuất hiện hai vị độ mẫu là Lục Độ Mẫu Ta Ra Xanh và Bạch Độ Mẫu Ta Ra Trắng. Đức Ta Ra nói với Ngài Quán Thế Âm rằng: "Ôi bậc cao quý, xin đừng bỏ hạnh nguyện cao thượng vì lợi ích chúng sinh hữu tình. Tôi đã được khích lệ, tùy hỷ bởi mọi hành động vô ngã của Ngài. Tôi thấu hiểu những gian khổ vĩ đại mà Ngài đã trải qua. Nhưng có lẽ nếu tôi mang hình dáng một nữ Bồ Tát với tên gọi là Ta Ra, xuất hiện như một cộng sự của Ngài, thì sẽ có thể trợ giúp cho những nỗ lực cao cả nhất của Ngài." Sau khi nghe hạnh nguyện này của Đức Độ Mẫu, Đức Quan Âm lại tràn đầy dũng khí để tiếp tục những nỗ lực vì quần sinh. Và chính lúc đó, hai ngài được Đức A-di-đà Phật ban gia trị cho những hứa nguyện của các ngài trên con đường Bồ Tát. Lúc tuyệt vọng, thân hình của Đức Quán Thế Âm đã vỡ thành các mảnh, sau đó được Đức A-di-đà gắn lại thành một cái thân hình mới có 11 đầu, ngàn tay và ngàn mắt. Hình tướng này gọi là Quan Âm Thập Nhất Diện. Bổn tôn thân màu trắng, tay phải kiết ấn thì vô úy, tay trái cầm hoa, nhưng trên hoa lại có bình trường thọ. Bên trong có chứa đầy nước cam lộ,